Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Siết Huawei, Mỹ thắt dần cổ tập. Việc Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới siết chặt lệnh trừng phạt đối với Huawei có khả năng cắt đứt nguồn cung cấp chip, khiến cho tập đoàn Trung Quốc không tiếp cận được với con chip trên thị trường, đe dọa ngôi vị hàng đầu của Huawei, tập đoàn sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Điều này có thể làm gián đoạn nguồn cung công nghệ toàn cầu, các giám đốc điều hành và chuyên gia đã cảnh báo như vậy. Đây là hình ảnh một logo của Huawei nằm bên ngoài văn phòng của công ty này ở Anh. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump mở rộng các lệnh chế tài đối với Huawei vào hôm thứ Hai ngày 17 tháng 8, nghiêm cấm các nhà cung cấp bán chip sản xuất bằng công nghệ của Mỹ cho Huawei nếu không có giấy phép đặc biệt, qua đó chám lại các lỗ hổng trong lệnh trừng phạt hồi tháng 5, có thể cho phép Huawei tiếp cận công nghệ thông tin từ các bên thứ ba. Và các biện pháp siết chặt cấm vận mới đã nêu bật sự rạn nứt ngày càng lớn hơn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Giữa lúc Washington hối thúc các chính phủ hãy ngừng sử dụng các thiết bị Huawei và tố cáo tập đoàn này có thể chuyển dữ liệu cho Bắc Kinh để được sử dụng trong các hoạt động tình báo. Huawei đã bác bỏ cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông Nai Kampling, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu TMT tại Securities đã nhận định như sau. Nếu Mỹ cứ tiếp tục bóp nghẹt Huawei, thì ảnh hưởng của các biện pháp chế tài này sẽ lan rộng ra toàn bộ công nghệ bán dẫn và chưa biết đòn trả đũa từ Trung Quốc sẽ ra sao, nhưng đây là một rủi ro đáng kể. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei đã sa sút rất nhiều kể từ khi Mỹ đưa tập đoàn này vào sổ đen cách đây một năm. Các chuyên gia nói, nếu Huawei không thể tiếp cận được với con chip vì các biện pháp trừng phạt mở rộng của Mỹ, thì kể như mảng kinh doanh thiết bị cầm tay của họ có thể sẽ tan biến. Các công ty môi giới khác bao gồm Morgan cũng đồng tình với quan điểm này, nói rằng thêm vào đó có thể sẽ mở ra cơ hội cho các công ty sản xuất khác như Xiaomi và Apple tăng thị phần của họ. Huawei không trả lời câu hỏi bình luận của hãng truyền thông Reuters về vấn đề này. Những biện pháp mới tác động nặng nề tới Huawei và các nhà cung cấp chip, ít nhất là trong thời gian tới, vì họ phải xin giấy phép đặc biệt để tuân thủ các quy định mới. Và cũng ngay lập tức, Trung Quốc đã cực lực phản đối Mỹ bóp nghẹt Huawei. Đây là hình ảnh người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Vào hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 năm 2020, sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế đối với Huawei, Bắc Kinh nói họ cương quyết phản đối việc Hoa Kỳ bóp nghẹt các tập đoàn công nghệ Huawei. Lên tiếng trong cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Hoa Kỳ hãy ngừng hạ uy tín của các công ty Trung Quốc. Ông nói, Washington đã lạm dụng quyền lực quốc gia để áp đặt tất cả các hạn chế đối với Huawei, cũng như các doanh nghiệp của Trung Quốc khác. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã phát biểu như vậy, đồng thời kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm. Ông Triệu cho hay là không có bằng chứng về lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của tập đoàn viễn thông Huawei, thêm rằng lệnh trừng phạt mới của Mỹ đã đâm thủng hoàn toàn lớp ngụy tạo cuối cùng về những quy tắc trên thị trường và cạnh tranh công bằng mà Mỹ luôn giao giảng. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và ích lợi hợp pháp của các công ty của nước này. Và thông tin tiếp theo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cho biết đã hủy đàm phán thương mại vào cuối tuần qua với Trung Quốc và chỉ trích việc Bắc Kinh xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán là không thể tưởng tượng được. Ông nói, tôi đã hủy cuộc đàm phán với Trung Quốc, tôi không muốn đàm phán với Trung Quốc ngay lúc này. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu như vậy tại thành phố Yuma, bang Arizona vào hôm 18 tháng 8. Cuộc đàm phán cuối tuần qua được lên kế hoạch nhằm xem xét tiến độ của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc sau 6 tháng. Theo các điều khoản của thỏa thuận thương mại tạm thời được ký vào ngày 15 tháng 1, những cuộc thảo luận cấp cao giữa đôi bên nên được tổ chức sau mỗi nửa năm. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thành phố Yuma, bang Arizona vào hôm 18 tháng 8. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc được cho là sẽ tổ chức họp trực tuyến với đại diện thương mại Mỹ Robert và Bộ trưởng Tài chính Steven, nhưng cuộc họp đã bị hoãn vô thời hạn. Các cuộc đàm phán đã không được công bố trên bất kỳ lịch trình công khai chính thức nào ở Washington hoặc Bắc Kinh. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đã từng đưa tin cuộc họp có lẽ được ấn định vào ngày 15 tháng 8. Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng thông tin về cuộc đàm phán cấp cao sẽ được công bố đúng quy trình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công kích Trung Quốc, đặc biệt là việc làm lây lan viêm phổi Vũ Hán mà ông thường gọi là virus Trung Quốc. Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng nổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói như vậy. Và tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra vài ngày sau khi ông ca ngợi việc Trung Quốc mua nông sản của Mỹ, và Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết thỏa thuận giai đoạn 1 đang đi đúng hướng. Ông Navarro vào hôm 17 tháng 8 năm 2020 cũng ca ngợi việc Trung Quốc mua hàng xuất khẩu của Mỹ, những cáo buộc lãnh đạo Trung Quốc phối hợp với Đảng Dân Chủ để tìm cách lật đổ Donald Trump. Các hành động của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được hãng truyền thông Reuters loan tin trước nhất sẽ mở rộng các hạn chế như công bố vào tháng 5 nhằm ngăn chặn công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc có được chất bán dẫn nếu không có giấy phép đặc biệt, bao gồm cả các chip của các công ty nước ngoài vốn được phát triển hoặc sản xuất bằng phần mềm hoặc công nghệ của Mỹ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Các nguồn tin của Reuters cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ liệt kê thêm 38 chi nhánh của Huawei ở 21 quốc gia vào danh sách đen của chính phủ Hoa Kỳ, nâng tổng số lên 152 chi nhánh kể từ khi Huawei bị liệt lần đầu tiên vào tháng 5. Bộ trưởng Thương mại Ross nói với hãng truyền thông Fox Business rằng những hạn chế đối với các con chip do Huawei thiết kế được áp đặt vào tháng 5 khiến họ phải thực hiện một số biện pháp né tránh. Họ thực hiện hành động này thông qua bên thứ ba, ông Ross đã nói. Và quy tắc mới nêu rõ rằng bất kỳ việc sử dụng phần mềm của Mỹ hoặc thiết bị chế tạo nào của Mỹ đều bị cấm và cần phải có giấy phép, ông Ross cho biết thêm. Và Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết các thay đổi trong quy tắc sẽ ngăn Huawei lách luật của Hoa Kỳ thông qua sản xuất con chip thay thế và cung cấp chip bán sẵn. Ông nói thêm trong một tuyên bố như sau, Huawei đã liên tục cố gắng né tránh các hạn chế của Hoa Kỳ đã áp đặt vào tháng 5 vừa qua. Bộ Thương mại của Mỹ cũng cho Reuters biết rằng các hành động mới có hiệu lực ngay lập tức sẽ ngăn chặn những nỗ lực của Huawei nhằm phá vỡ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Một quan chức Bộ Thương mại nói với hãng truyền thông Reuters rằng các quy tắc mới này chứng tỏ rõ ràng rằng chúng tôi đang lật tẩy việc Huawei có thể đang tìm cách mua các công nghệ Mỹ từ một công ty thứ ba. Và đại công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cho biết họ sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất của họ vào tháng 9 do các chế tài của Mỹ gây nên tổn thất to lớn. Đây là hình ảnh quảng cáo của Huawei sử dụng chip HiSilicon Kirin 970 trong điện thoại mới nhất của mình. Áp lực của Mỹ đối với các nhà cung cấp của Huawei đã khiến bộ phận chip HiSilicon của công ty không thể tiếp tục sản xuất bộ chip, những linh kiện quan trọng cho điện thoại di động. Giám đốc điều hành Huawei Dư Thừa Đông phát biểu trên một diễn đàn công nghệ vào ngày thứ Sáu. Ông nói bộ chip Kirin 9000 cao cấp của công ty sẽ đình chỉ sản xuất từ ngày 15 tháng 9 do các chế tài của Mỹ. Washington cũng đã ngăn chặn Huawei tiếp cận nguồn cung cấp linh kiện và công nghệ ở Mỹ, bao gồm nhạc của Quokler và các dịch vụ điện thoại thông minh khác vào năm ngoái. Những hạn chế đó được siết chặt vào tháng 5 khi Nhà Trắng cấm các nhà cung cấp trên toàn thế giới sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất các linh kiện cho Huawei. Công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Đài Loan TSMC sản xuất chip Kirin 9000 sử dụng thiết bị của Mỹ đã ngừng nhận đơn đặt hàng từ Huawei kể từ tháng 5 vì lo ngại có thể bị ảnh hưởng. Và điện thoại di động của Huawei không có nguồn cung cấp chip. Điều này khiến cho lượng hàng của chúng tôi trong năm nay thấp hơn 240 triệu chiếc xuất xưởng vào năm ngoái. Ông Dư đã nói, đây là tổn thất to lớn đối với chúng tôi. Hãng HiSilicon sản xuất nhiều loại chip, bao gồm cả dòng vi xử lý Kirin cho điện thoại thông minh Huawei và vi xử lý Trung Quốc duy nhất có thể sánh ngang với Qualcomm về chất lượng. Hãng Huawei cũng bắt đầu khám phá lĩnh vực chip hơn 10 năm trước, bắt đầu từ việc tụt hậu cực kỳ lớn đến tụt hậu một chút, rồi bắt kịp và sau đó là dẫn đầu. Chúng tôi đã đầu tư nguồn lực khổng lồ cho nghiên cứu phát triển và đã trải qua một quá trình khó khăn, ông Dư nói. Lệnh cấm TikTok, WeChat của ông Trump đã thổi bay 100 tỷ đô la chứng khoán tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 6 tháng 8 năm 2020 đã đề ra chiến lược mạng lưới sạch với 5 điểm và nêu ra 30 quốc gia sạch với nhà mạng sạch an toàn cho người sử dụng. Nói một cách nôm na, đây sẽ là chiến lược cắt đứt mọi liên hệ và liên kết giữa Mỹ và các công ty công nghệ viễn thông Trung Quốc. Theo hãng truyền thông CNBC, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm mọi tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty mẹ của TikTok và WeChat trong vòng 45 ngày nữa, thị trường chứng khoán của Trung Quốc vào hôm 7 tháng 8 đã chao đảo với việc hàng loạt cổ phiếu công ty công nghệ lao dốc. Giá cổ phiếu của SMIC, Xiaomi, ZTE và Alibaba
lần lượt sụt giảm 8,7%, 3%, 2,58% và 3,04%. Tổng cộng số cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc trên sàn chứng khoán đã bay hơi hơn 100 tỷ đô la. Giá trị vốn hóa của thị trường của công ty Tencent, công ty Internet lớn nhất của Trung Quốc và là công ty mẹ của WeChat đã bốc hơi 45 tỷ đô la. Đây là lần sụt giảm lớn nhất của Tencent kể từ tháng 10 năm 2011. Đặc biệt, mảng kinh doanh game của Tencent được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi hãng này có thể đánh mất hoàn toàn thị trường game tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ứng dụng WeChat của Tencent Holdings và ứng dụng TikTok của ByteDance là những mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia. Lệnh hành pháp nói rằng Hoa Kỳ phải có hành động tích cực chống lại các chủ sở hữu của TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta. Và Trung Quốc vào hôm 7 tháng 8 năm 2020 nói các công ty vừa kể đã tuân thủ các luật pháp và quy định của Mỹ và cảnh cáo Hoa Kỳ sẽ phải nhận lãnh hậu quả về hành động của họ. Hoa Kỳ đang viện cớ an ninh quốc gia và dùng quyền hành của nhà nước để ức chế các doanh nghiệp không phải của Mỹ. Đây là cách làm ăn của một nước bá chủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo như vậy. TikTok cũng phủ nhận cáo buộc rằng công ty này bị kiểm soát chặt chẽ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi bị sốc vì sắc lệnh mới đây được ban hành mà không qua các thủ tục pháp lý đúng đắn, TikTok đã nói trong một tuyên bố vào hôm 7 tháng 8 và nói thêm rằng công ty này sẽ theo đuổi mọi biện pháp có thể để đảm bảo luật pháp không bị vứt bỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020 với bản tin Siết Huawei, Mỹ thắt dần cổ tập. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.